Kính chào cô chú anh chị, hiện tại Thành Len đang có mặt tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và trước mặt cô chú anh chị đó chính là cái cổng khu công nghiệp Long Thành. Khu công nghiệp Long Thành thì đã được thành lập vào năm 2003 cho đến bây giờ là 20 năm rồi. Và khu công nghiệp này thì được quy hoạch chuẩn chỉ cũng như là sẽ có quy mô dự án lên tới 488 hecta, một khu nghiệp ảnh hưởng trực tiếp kinh tế tới khu vực Long Thành cũng như là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Đồng Nai nha cô chú anh chị nha. Và hôm nay thì Thành Len sẽ review cho cô chú anh chị một dự án nằm kế bên khu công nghiệp Long Thành, dự án mang tên Thung Lũng Xanh. Dự án này với quy mô lên tới 45 hecta và do chủ đầu tư công ty cổ phần Long Thuận Lộc nha cô chú anh chị nha. Và ở đây thì mọi người đang thấy rằng đường vào này với cái sự tiện lợi đó chính là nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 51, giao thông cảng hàng không hay là cảng biển rất là thuận lợi. Sắp tới thì sẽ có cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho nên khu vực này sẽ là khu vực kinh tế trọng điểm của sắp tới nha cô chú anh chị nha. Đầu tư hay định cư lâu dài cũng rất là hợp lý, cộng với đó là tuyến đường phía dưới chúng ta sẽ là tuyến đường xuyên tâm và không phải vào nội khu là hết, mà nó xuyên qua tới Tam An, và sau này chúng ta có thể lên được tuyến đường Hương Lộ 2, một cái mốc giao thông nó sẽ là kết nối với nhau rất là linh hoạt. Và sau này dân cư ở trong này thì thực tế là chúng ta sẽ ở rất là thoải mái cũng như là về vấn đề di chuyển nha cô chú anh chị nha. Và đơn vị thi công thì sẽ là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ nha cô chú anh chị nha. Đấy thì đã thi công cái dự án Thung Lũng Xanh này, và với cái quy mô này thì sẽ có trong cái dự án này là đầy đủ từ nhà phố, shop house, biệt thự song lập và biệt thự sân vườn thì đều đầy đủ, và sẽ có nhà cao tầng, nhà phố, biệt thự này với tổng diện tích của nhà ở thì sẽ lên tới 21,2 hecta và đất cây xanh thì sẽ chiếm tới 50%. Đấy thì chúng ta cho thấy được rằng là một cái dự án có cái cây xanh nó lớn như vậy, và với diện tích trong này thì sẽ là nhà phố liền kề từ 6 x 18 và 7 x 17 cũng như là biệt thự song lập thì sẽ là 10 x 20 và biệt thự đơn lập thì sẽ là 15 x 20. Đó là những cái diện tích trong cái dự án này. Và ở đây thì với cái mức giá tại thời điểm hiện tại thì đang có những cái chủ ngộp bán thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi, cũng rất là nhiều sản phẩm nha mọi người nha. Và ở đây thì một cái vị trí rất là thuận lợi cho cái việc là giao thông, thì ngay cái tên quốc lộ 51 đi vào thì rất là tuyệt vời, và tuyến đường xuyên tâm thì sẽ kết nối từ quốc lộ 51 qua Tam An nữa thì cũng khá là tiện lợi. Và mọi người đang thấy là trong ngày thì dân cư cũng đang thưa thớt, nhưng mà tại vì cái thời điểm bán ra ấy thì là đầu cơ quá nhiều, cho nên là mọi người thấy là quy hoạch rất là đẹp. Và tôi cá nhân của Thành Len thì đánh giá rất là cao cái dự án này, bởi vì cái dự án Thung Lũng Xanh thì nó có vị trí tốt và sắp tới thì nó sẽ là tiềm năng về cái kinh tế khu vực Long Thành sẽ vực dậy. Và phía cuối thì đã hết dự án thì ở đây chúng ta thấy một cái ngôi biệt phủ nguy nga. Ngôi biệt phủ này thì cô chú anh chị có thể đánh lên là ngôi biệt phủ tại dự án Thung Lũng Xanh hoặc là An Phước thì nó sẽ ra ngôi biệt phủ này. Nó cũng có rất là nhiều thông tin mà cô chú anh chị có thể nghiên cứu về ngôi biệt phủ này, về cái vấn đề là quy hoạch xây dựng nhá. Đấy thì phía trước chúng ta sẽ nhìn thấy xa xa sẽ đó chính là thị trấn Long Thành. Đấy, tòa nhà cao cao kia ấy, cô chú anh chị, Long Thành Plaza đấy. Và sẽ nhìn xa hơn nữa thì sẽ thấy khu Nhân Trạch, và nhìn qua thì sẽ thấy xã Tam An. Và ở bên kia thì trắng trắng kia đó chính là sông Đồng Nai. Và khu vực đó thì sẽ là mọc thêm một cái khu công nghệ cao, khu nghệ cao đầu tiên tại Đồng Nai nha cô chú anh chị nha. Và với tuyến đường xuyên như thế này và kế bên một cái khu công nghiệp với tuổi đời là 20 năm và có rất nhiều cái công việc ở trong này chúng ta có thể đi làm, và
và đây thì gọi là vị trí trung tâm thủ phủ khu công nghiệp rồi. Tại vì ở đây chúng ta có thể đi làm được khu công nghiệp Nhân Trạch cũng như là rất là nhiều công việc từ thị trấn Long Thành hay là vào thành phố Biên Hòa nhé. Cũng khá là hợp lý một cái vị trí trung tâm và gánh giữa thành phố Biên Hòa với sau này sẽ là thành phố Nhân Trạch, thì đây cũng sẽ là một cái nơi mà giao thông rất là thuận lợi, cộng với việc là sân bay quốc tế Long Thành chúng ta đưa vào hoạt động nữa thì thực sự là rất tuyệt vời. Phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là đúng như tên gọi của nó là thung lũng xanh, thì sẽ có những quy hoạch rất là đặc biệt. Ở đây không phải là ô bàn cờ, mà ở đây thì sẽ là có những cái tuyến đường vào và sau đó quẹo ra theo nội khu, và tuyến đường chính ở giữa là điểm nhấn cho toàn dự án. Cùng với đó là cái địa hình nó sẽ là đúng với tên gọi là thung lũng xanh, nó không bằng phẳng mọi người, nó sẽ là có vị trí đất thấp đất cao. Nếu mà cô chú anh chị nào hiểu về phong thủy thì có thể tới đây lựa chọn rất là nhiều sản phẩm theo nhiều cái cung mệnh khác nhau. Tại vì thứ nhất là sản phẩm từ tim thứ nhất, và cái những cái hướng nhà cũng như là về vị thế đất sẽ có vị thế cao, vị thế thấp nha mọi người nha. Và đặc biệt thì phía dưới này nó sẽ có những cái tuyến sông thoát nước, cho nên là cái dự án này nó sẽ là không bao giờ ngập nước đâu cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị cứ yên tâm. Đấy, thì phía dưới khu vực này bay ra ngoài như thế này thì cũng khá là đông dân rồi. Và cái pháp lý tại cái dự án này đó chính là sổ riêng thổ cư sẵn, pháp lý rất là chuẩn chỉ rồi nha mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm. Cộng với đó là những cái vị trí vàng, và ở phía dưới thì cũng đa dạng cái diện tích để chúng ta lựa chọn, như là biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, cũng như là nhà phố thì sẽ đầy đủ như shophouse ở trục đường chính. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ thì dân cư khá là ít và cũng đang kéo về hình thành. Với cái vị trí dự án này thì tôi đánh giá khá là cao, vì sắp tới thì sẽ có nhiều cái sự thay đổi mới từ trung tâm Nhân Trạch và trung tâm Long Thành. Khả năng cao là sẽ nhà nước sẽ thúc đẩy mạnh. Trong vòng 15 năm vừa qua thì chúng ta đã nhìn thấy được rằng sự phát triển về phía Tây của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự ảnh hưởng tới khu vực, đó chính là Bình Dương và Tây Ninh. Sau cái sự phát triển đó 15 năm rồi thì bây giờ nhà nước đang thúc đẩy mạnh để phát triển về phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là cô chú anh chị đang thấy rằng là cái sự phát triển mạnh mẽ của các cái tuyến đường đang được đầu tư công khá là khủng khiếp vào phía đông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là phía nam của Đồng Nai. Đó chính là những cái tuyến đường như Vành Đai 3, rồi là các khu đô thị, và đặc biệt là nhà nước đang thúc đẩy về cái vấn đề mở cho cái việc là Nhân Trạch sẽ thúc đẩy mạnh lên một cái thành phố, gọi là một cái thành phố về sự phát triển, một cái thành phố trung tâm của phía Nam Đồng Nai, một cái thành phố về sự một cái thành phố mẫu ấy mọi người. Đấy, cho nên là với một cái vị thế như ở Nhân Trạch thì thực sự là quá hoàn mỹ. Thứ nhất sẽ có một cái bứt phá lớn, do thành phố sẽ có một cái sân bay cảng hàng không quốc tế lớn và vị thế gần cảng với cầu Cát Lái này, cảng Cát Lái này, rồi là gần Vũng Tàu này, rồi là đường riêng cái vấn đề mà giao thông và thông thương hàng hóa thì đã có các cụm khu công nghiệp như là cụm công nghiệp Nhân Trạch thì mọi người đã thấy rồi. Cho nên là chúng ta thấy là gì ạ? Khi mà tạo dựng nên một cái thành phố mới thì chúng ta phải nhìn vào cái gì? Phát triển về cái giải quyết nhu cầu công việc cho người dân thì đã có sẵn về nhu cầu công việc, về đẩy mạnh kinh tế. Và điều đáng nói nhất đó chính là chúng ta đã nhìn thấy được khu công nghệ cao Long Thành đã bắt đầu khởi công, và đó là cái vấn đề giải quyết về công việc. Và đô thị thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là tập đoàn Amata cũng đã đăng ký và đấu thầu hai cái gói Long Thành 1 và Long Thành 2 ven sông Đồng Nai để xây dựng cho Đồng Nai cái giấc mơ đại đô thị ven sông, kéo dài từ đại đô thị Long Hưng xuống, phải không ạ? Và dự án thung lũng xanh sẽ được kế thừa và ảnh hưởng rất là nhiều
từ các cái vấn đề phát triển đó, đó chính là khu công nghệ cao Amata. Thì từ vị trí Thung Lũng Xanh đi ra tới làm khu công nghệ cao Amata thì mất khoảng tầm 10 đến 15 phút di chuyển bằng xe nếu tại thời điểm bây giờ. Còn đến khi mà các cái tuyến đường thông thương và các cái khu tái định cư chỗ Tam An làm lên nữa thì sẽ có những cái tuyến đường ra tới khu công nghệ cao thì chúng ta chỉ đi hết 10 phút thôi cô chú anh chị. Đấy, rất là tuyệt vời và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của khu vực Long Thành, cùng với đó sự thúc đẩy phát triển của các cái chính sách nhà nước và sân bay Long Thành, thì nó sẽ tạo nên một cái mốc kết nối từ các cái khu công nghiệp mới nổi lên và sự thuận tiện cho cái khu công nghiệp có sẵn như là Long Thành phát triển mạnh hơn nữa, qua cái vấn đề là chúng ta lại thêm được một cái mốc vận chuyển, đó chính là hàng không. Và chắc chắn là mọi thứ sẽ được đẩy lên từ vấn đề là đời sống này, từ vấn đề sinh hoạt, từ vấn đề giá đất. Khung giá đất thì cuối năm 2023 này dự thảo luật đất đai sẽ ra, và hầu như mọi người đang xem video thì đang quan tâm tới bất động sản. Và tới giờ phút này thì tôi khuyên cho cô chú chị một điều rằng là chúng ta hãy đọc những dự thảo luật đất đai sắp tới sửa đổi, bởi vì dự thảo luật đất đai sắp tới sửa đổi nó sẽ thay đổi 80% so với luật đất đai 2013 và so với luật đất đai 1993 cũng như là năm 2003, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái điều khoản, cũng như là có những cái điều khoản được bổ sung 2013, 2008 thì đang dần dần thay đổi hoàn toàn và thay đổi 80% nha cô chú anh chị nha. Cho nên là chúng ta phải cần học lại luật đấy. Đấy là cái luật đất đai nha cô chú anh chị nha. Từ chuyển nhượng cho tới từ thuế phí, rồi là từ tất cả các cái vấn đề. Nói chung là sẽ chuyển đổi và thay đổi lại 80%. Đấy, thì cô chú anh chị nên nghiên cứu lại và quay trở lại với dự án Thung Lũng Xanh. Thì như cô chú anh chị đã được thấy rằng là nó sẽ kế bên khu công nghiệp Long Thành và có cùng chung với đường cổng. Tuy nhiên thì vẫn có đường phụ, chúng ta có thể thấy đường nhỏ phía dưới này. Và ra đây đó chính là cái mốc cổng của khu công nghiệp Long Thành. Ở vị trí này thì thực tế là trong vòng 5 năm vừa qua cũng không có gì thay đổi. Trên cái tuyến đường quốc lộ 51 cũng khá là bình thường và nó không có gì đột phá trong thời gian qua. Nhưng cô chú anh chị đang được thấy rằng có rất nhiều bãi đất trống, và đặc biệt là khu bò sữa Long Thành cũng đã chuyển đi rồi, chuyển khu vực rồi đúng không ạ? Chuyển xuống khu vực gần phía dưới Nhân Trạch hơn rồi đúng không ạ? Và mọi người đang thấy đất trống rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng nếu sắp tới đây các cái khu nghiệp mọc lên nữa và những quỹ đất này khi mà có cái sự dân cư kéo thêm kéo về nữa thì chắc chắn là đất trống này sẽ không còn là nhiều đâu cô chú anh chị, sẽ mọc thêm những cái căn nhà mới mà thôi. Và chắc chắn một điều rằng là ở những cái quỹ đất mà quy hoạch những cái dự án của nhà nước của khu vực Long Thành thì sẽ được khởi công nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự thay đổi trong vòng 15 năm sắp tới. Cô chú anh chị đã từng thấy rằng 15 năm trước, năm 2007-08 của Bình Dương, thì thực sự là lúc đó Đồng Nai và Bình Dương so sánh với nhau thì lắm khi Đồng Nai sẽ hơn Bình Dương nha cô chú anh chị nha. Nhưng tới tại thời điểm bây giờ chúng ta không so sánh về cái tổng đầu tư công, nhưng chúng ta so sánh về cái tầm nhìn chung thì Đồng Nai đã phải hụt bước với Bình Dương rất là nhiều, bởi vì nhà nước đã tập trung đầu tư công về phía tây của trung tâm, phía nam của trung tâm của Sài Gòn đấy, thì đó chính là ở miền Nam thì tập trung về phía tây của Sài Gòn, cho nên là đã thúc đẩy mạnh về hướng Tây Ninh và Bình Dương khá là nhiều. Còn bây giờ là câu chuyện tương lai, là câu chuyện vẽ nên bức tranh lịch sử tại Nhân Trạch và Đồng và Bình và Long Thành của Đồng Nai đấy. Thì cô chú anh chị biết không, nó sẽ có những bước tiến thay đổi giống như Bình Dương 15 năm vừa qua, và Đồng Nai sẽ có thêm thành phố mới, cũng như là sẽ có thêm gì ạ, ngôi sao kinh tế về phía Nam, đó chính là Long Thành, và khu trọng điểm thành phố là Nhân Trạch sẽ lên một cái thành phố chuẩn và gọi là thành phố tương lai đấy mọi người.
Đấy, cho nên là hy vọng rằng đây là những cái bước tiến mà Đồng Nai sẽ chuyển mình trong vòng tương lai gần sắp tới. Mong rằng tất cả mọi người sẽ nắm được cái cơ hội và đầu tư được đúng chuẩn. Còn Thành Len thì cũng không khuyên các bạn là phải đầu tư vào bất cứ một dự án nào, nhưng về phía nam của Đồng Nai thì cô chú anh chị cứ tìm những sản phẩm tốt đẹp và vị trí tương lai, điều tra quy hoạch rõ ràng thì cô chú anh chị sẽ thành công. Và chúc mọi người có được cái sự đầu tư cũng như là có được thêm nhiều thông tin bất động sản để chúng ta nắm vững, kể cả những người họ không có đi đầu tư nhưng họ sẽ nắm vững và tìm được cái vị trí mà để họ định cư lâu dài. Và chúc mọi người sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Tuy nhiên thì Thành Len nói vẫn có bị vấp thì mọi người thông cảm cho Thành Len nhé. Và hãy đăng ký kênh của Thành Len để biết thêm nhiều thông tin bất động sản tại Đồng Nai. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai. Kính chào cô chú anh chị.